Ngọc Lan phản hồi sau livestream khóc lóc bị lừa bảo hiểm, người quen đồng nghiệp là ai? Sau livestream khóc lóc, diễn viên Ngọc Lan mới đây đã lên tiếng làm rõ về số tiền trong hợp đồng bảo hiểm. Đáng nói, nữ diễn viên uất ức khi tin tưởng nhân viên tư vấn cho mình là người quen của một nghệ sĩ lớn trong showbiz. Trưa 7 tháng 4, diễn viên Ngọc Lan gây xôn xao khi bất ngờ livestream chia sẻ chuyện sai sót của bản thân không đọc kỹ hợp đồng khi mua bảo hiểm. Sau buổi livestream, Ngọc Lan trả lời phỏng vấn truyền thông và cho biết cô cảm thấy uất ức vì nhân viên tư vấn một đằng nhưng trong hợp đồng lại là một nẻo. Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ, về luật thì tôi sai, vì đã ký hợp đồng đóng bảo hiểm rồi nhưng tôi bị uất ức. Tôi bảo là mua 700 triệu một năm, 10 năm là 7 tỷ, lấy ra thì cũng có lãi suất, dù không cao nhưng vẫn có, xem như tiền bỏ ống heo thôi. Nhưng mà bây giờ lôi ra thì tiền mình mua không tròn 700 triệu mà chỉ có 600 mấy thôi, tại vì có bảo hiểm phụ nữa. Nhưng nhân viên tư vấn lại không nói rõ rằng bảo hiểm phụ sẽ bị mất, nếu nói thì tôi đâu có mua làm chi. Bên cạnh đó, diễn viên Ngọc Lan cũng làm rõ số tiền mà cô có nguy cơ mất trắng. Cụ thể, Ngọc Lan cho biết hiện cô đã đóng được 3 năm, mỗi năm 700 triệu đồng, nên nếu dừng cô sẽ mất trắng số tiền hơn 2 tỷ đồng đã đóng. Tôi đã đóng 3 năm tổng cộng 2,1 tỷ, năm nay là năm thứ tư, tôi đóng thêm 700 triệu nữa là 2,8 tỷ. Nếu tôi ngừng hợp đồng thì sẽ mất trắng số tiền này. Bây giờ họ đưa tôi cái bản bảo là bây giờ đóng 10 năm thì sẽ được rút ra. Tuy nhiên tôi đóng 7 tỷ thì chỉ rút ra được 2-3 tỷ thôi. Tôi phải duy trì nhưng cũng khó. Bây giờ có một cách là tôi được quyền giảm tiền đóng xuống còn 200 triệu đồng, tuy nhiên vẫn lỗ, bởi tiền mới và tiền cũ sau 10 năm là 3,5 tỷ, nhưng tôi chỉ rút ra được 2,8 tỷ thôi, diễn viên Ngọc Lan cho biết. Nói về lý do đằng sau việc livestream, diễn viên Ngọc Lan cho hay, tôi tính không nói và nghĩ rằng mình ngu thì mình chịu, tôi cũng sợ dư luận trái chiều nhưng tôi tức. Tôi cảm thấy bị ăn hiếp và quyết định chia sẻ để mọi người chuẩn bị mua bảo hiểm phải đọc thật kỹ. Tôi nghĩ là nên nhờ luật sư trả tiền cho họ để họ đọc hợp đồng giúp mình rồi hãy ký. Có chuyện gì thì mình trao đổi lại với công ty bảo hiểm thôi, diễn viên Ngọc Lan nhắn nhủ. Trao đổi với Jin, Ngọc Lan cho biết cô không hề hay biết công ty bảo hiểm mình mua đã được bán lại cho một công ty khác. Khi Ngọc Lan đến công ty bảo hiểm để yêu cầu làm rõ thông tin, cô phát hiện trong thời hạn bảo hiểm ghi con số 74 năm, không phải là 10 năm như tư vấn ban đầu, thì nhân viên cũng ậm ừ không giải thích được. Trả lời về con số 74 năm là thời hạn hợp đồng hay thời hạn đóng phí bảo hiểm, Ngọc Lan phản hồi, tôi không đọc hợp đồng và không hiểu các thuật ngữ về bảo hiểm. Quan trọng là tôi tin vào người tư vấn viên, câu chuyện ở đây là lòng tin, chứ về luật là tôi sai. Ngọc Lan nói thêm, sau khi làm việc với nhân viên bảo hiểm của công ty, cô quyết định hạ mức đóng bảo hiểm hàng năm của hai mẹ con từ 700 triệu đồng một năm xuống còn 200 triệu đồng một năm. Tôi chỉ mới đóng 2,4 tỷ đồng, nếu rút bây giờ tôi sẽ không được nhận đủ số tiền, vì thế tôi phải đóng duy trì đến 10 năm. Tuy nhiên khi tôi tìm hiểu, 10 năm sau tôi cũng không nhận được số tiền 7 tỷ đồng như tư vấn viên cam kết ban đầu. Tôi đang làm mọi cách để giảm thất thoát con số tối thiểu, cô chia sẻ. Trước đó, Ngọc Lan livestream và bày tỏ sự bức xúc xoay quanh việc mua bảo hiểm. Nói về lý do mua bảo hiểm, cô chia sẻ, chị tư vấn viên đã đánh vào tâm lý của tôi là một người mẹ đơn thân. Tôi luôn lo lắng nếu mình xảy ra chuyện thì con trai tôi phải làm sao. Vì thế, chị ấy đã tư vấn cho tôi mua bảo hiểm, để nếu tôi không may gặp bất trắc, con trai sẽ nhận được số tiền bảo hiểm đó. Cuối livestream, Ngọc Lan khuyên khán giả nên tìm hiểu kỹ hợp đồng trước khi quyết định mua bảo hiểm. Bên cạnh đó, khán giả hiện cũng đổ dồn sự tò mò và nghi vấn vào danh tính người nghệ sĩ lớn mà Ngọc Lan nhắc đến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chuyện bị người quen lừa là điều không ai mong muốn và người đồng nghiệp kia cũng không nên bị lôi vào câu chuyện vì không liên quan.